Quý vị và anh chị cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp để xem thêm những sản phẩm khác trong danh sách phát nhà dưới cái giá khung giá đó, và với video đính kèm của trong danh sách phát của các cái sau bài viết thì anh chị cũng sẽ rõ. Và đừng ngại bấm chuông để nhận thông báo được cập nhật liên tục các căn nhà tại Gò Vấp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.